Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tần Lam và tình cũ Dương Bịch lại loạn hẹn hò. Cặp chị em chênh lệch 10 tuổi của làng giải trí xứ Trung nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Trang tin giải trí Sina cho biết một số cư dân mạng đã bắt gặp Tần Lam và Ngụy Đại Huân hẹn hò tại Hải Nam, Trung Quốc. Trong những bức ảnh được lan truyền trên mạng, hai ngôi sao cùng đội mũ, diện trang phục đen giống nhau. Nhiều người nhận xét nếu chị nhìn phía sau cả hai trông rất đẹp đôi, khó mà tin rằng Ngụy Đại Huân kém Tần Lam tới 10 tuổi. Vào tháng 12 năm ngoái, hai ngôi sao cũng bị bắt gặp đi cùng nhau ở đảo Tam Á, Hải Nam. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, cả hai đều né tránh không trả lời về tin đồn tình cảm. Tần Lam sinh năm 1979, cao 1m65, có gương mặt đẹp nổi bật, thần thái sang trọng, dịu dàng. Cô được giới chuyên môn khán giả đánh giá tích cực về diễn xuất qua Phong Vân 2, Sợ Hán Truyền Kỳ, Tân Một Thoáng Mộng Mơ, Hoàn Chiếu Cách Cách phần 3. Năm 2018, tên tuổi của cô lên tầm cao mới với vai Hoàng hậu Phú Sát trong Diên Hy Công Lược. Theo Sina, nhờ thành công của vai diễn này mà Tần Lam trở thành gương mặt được các thương hiệu và đoàn làm phim săn đón. Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương năm 2007 và gia nhập làng giải trí một năm sau đó. Một vài tác phẩm nổi bật của Ngụy Đại Huân phải kể tới như Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm, Dành Dành Nữ Hoa. Nam diễn viên còn được biết đến là một trong những phú nhị đại điển hình, thế hệ giàu có thứ hai. Đáng chú ý, Ngụy Đại Huân được biết tới là bạn trai cũ của Dương Mịch, trong khi đó Tần Lam và Dương Mịch cũng có mối quan hệ khá thân thiết. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.